Tập 9. Triệu Trường Giang,这家伙。 Đủ không? Em còn muốn bao nhiêu nữa? Hơi say là được rồi. Anh giấu đi, đừng để ba nhìn thấy. Anh giấu ở đâu được? Anh kêu em mua chai nhỏ thôi, em không nghe. Anh còn ồn ào với em nữa hả? Anh được đó, được lắm đó. Xe rung dữ dội chưa kìa. Nhìn trăm khó gặp, cơ hội tốt đây. Anh làm gì vậy? Đi xem náo nhiệt. Sao anh lại ở đây? Trường Giang. Đào Đào, mình vất vả rồi. Đào, ăn đi, thơm quá. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Con không nhịn nổi nữa. Cậu bạn này của con cũng thật. Nếu như đã tới cửa nhà rồi thì tiếp tục vào đi. Cậu thay quần áo trước cửa nữa. Cậu thật là như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm đó, cho rằng cậu đang làm chuyện biến thái gì đó, nói lung tung cái gì đó. Người ta là khách mà. Cậu đừng để ý nhé. Con bé này anh còn nhớ không? Chính là cái người kéo tay tôi ở sân bay đó. Xin chào, xin chào. Xin chào, xin chào. Từng gặp rồi, từng gặp rồi. Đúng, gặp rồi, gặp rồi. Hai đứa quen biết hả? Quen biết ạ. Hai đứa quen biết. Quen biết. Hướng Vinh, sao anh lại thân thiết với Trường Giang vậy? Nói ra thì dài lắm. Còn phát hiện sức hấp dẫn chí mạng của Trường Giang giữa hai thái cực. Có sức hấp dẫn gì? Trước tiên, cách xuất hiện khác người. Mời đi bên này. Có gì khác? Anh ấy vừa ngồi xuống liền lấy điện thoại ra. Người đàn ông này muốn làm gì vậy? Anh ấy là muốn để lại tin nhắn cuối cùng cho người yêu của mình, hay là có chuyện quan trọng trong công việc? Không phải, điều không phải. 11 năm rồi, để trở về vòng tay tổ quốc, cảm giác thế nào? Đừng nhìn tôi, đàn ông mà thì phải có dã tâm. Để nào cậu không muốn trở thành chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị sao? Còn có hành lý ký gửi tôi đã gửi về nước cho cậu rồi. Cậu phải bảo quản thật tốt cho tôi. Bởi vì đó là tôi chọn đó. Mắt thẩm mỹ của cậu thực sự quá kém rồi. Nhìn cái gì mà nhìn? Đây là tuyên bố xuất chiến với bản thân. Tôi rất thích đó. Sau đó, mỗi khi trong lòng cảm thấy yếu đuối, lúc đó con sẽ tự quay video. Con tự hỏi bản thân: Bạch Hướng Vinh, mày đang nghe không? Bạch Hướng Vinh, mày đang xem sao? Vậy là con liền cho anh ấy danh thiếp của nhà chúng ta. Còn nói rất hay, nhưng mà ba vẫn luôn không hiểu. Hai người sao có thể thân thiết đến mức trao đổi danh thiếp? Ba vẫn chưa hiểu. Trả lời đúng rồi ba. Ba hỏi thêm một câu vô cùng có hàm lượng kỹ thuật. Sau đó, anh ấy quay lại video xong thì liền quay tay ngủ mất. Sau đó, còn rút một ly rượu vang, còn uống xong cũng ngủ. Nhưng mà câu chuyện vừa mới bắt đầu thôi. Anh làm gì vậy? Dọa chết tôi rồi. Xin lỗi anh, làm anh tức giận. Thực sự xin lỗi. Tôi chỉ là muốn hỏi, ly rượu đó là từ đâu có vậy? Tôi thề, tôi vừa rồi tìm một vòng cũng không thấy chút rượu nào cả. Bây giờ cơ thể tôi thiếu rượu trầm trọng. Vì vậy anh có thể chia cho tôi một cụm không? Anh phải biết rượu con thì phải cùng chia sẻ với mọi người mới được. Không phải sao? Một cuộc chuyển biến bằng tính phim ảnh đáng yêu lắm. Bạn biết cái động tác, cái phong cách cao bồi miền Tây đó. Chính là cái phong cách đó. Hai chúng con uống rượu, nói cười vui vẻ. Sau đó chúng con trở thành bạn thôi. Anh bạn, tôi thích anh. Tôi cũng thích anh. Cạn ly. Đợi chút anh bạn. Uống như vậy hình như không đủ sảng khoái. Uống thế nào mới sảng khoái? Học theo tôi nha. Đây là trước khi uống rượu cũng phải có câu truyền ngôn đúng không? Cạn ly. Xin lỗi thưa anh. À, nói ra cả nửa ngày thì ra là bạn nhậu. Nhưng mà hình như không giống như lời Hướng Vinh nói. Cũng vẫn tốt mà. Là như thế này chị à. Bình thường sau khi cháu uống say thì sẽ giống như là biến thành người khác vậy. Con mà, không phải con đưa danh thiếp của nhà mình cho anh ấy sao? Con nói với anh ấy, anh ấy nhất định phải tới nhà chúng ta nếm thử rượu gạo mà sư phụ ủ rượu tốt nhất của chúng ta ủ. Cái kia rơi rồi thì đừng ăn nữa. Xin lỗi. Cháu thực sự đã rất lâu rồi không được ăn cơm với người nhà của mình. Vì vậy hôm nay có thể ngồi đây cùng với mọi người, cháu rất vui. Vì vậy cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Vậy sao? Đứa bé này thực sự không dễ dàng gì. Con xem một mình ở nước ngoài. Hôm nay cháu cứ coi đây là nhà của mình. Cháu hãy ăn uống thật ngon được không? Đúng, mau ăn đi, ăn nhiều một chút. Tôi nói cậu biết, tất cả bạn bè của tôi tới đây không ai khách sáo đâu. Anh không cần cảm động. Nhà chúng tôi lúc nào cũng vậy, có phải không? Không sai. Nhà chúng tôi lúc nào cũng vui vẻ. Nhà họ Bạch chúng tôi rất giỏi. Ba vừa nghe liền thấy vui. Hân Hân à, con mau đi gặp trong hộp rượu lấy cho ba. Lấy cái bình kia, cái bình mà không bán đó. Rượu ngon đó, mau đi. Mời bạn con uống. Không cần đâu ạ. Hôm nay cháu không tiện uống rượu. Cháu còn lái xe nữa. Lái xe à? Đúng vậy, lái xe tới thì đừng uống rượu. Lái xe thì có gì giỏi chứ. Chú tìm cho cháu một tài xế là được rồi. Thật là ba, chỗ con có thẻ. Có thẻ xe tìm tài xế cho anh đó. Lái xe rất chuyên nghiệp. Đau. Chủ yếu là tủ lượng của cháu rất kém. Vậy không sao, không sợ. Anh uống say thì ngủ ở phòng tôi. Đúng vậy, nếu cháu uống say, nhà chú nhiều phòng lắm. Cháu thích ngủ phòng nào thì ngủ. Con nhìn cái gì? Mau đi đi. Đi. Anh, chúng ta là anh em ruột. Anh đi lấy đi. Anh giúp em đi lấy đi. Thật là tốt. Ông xem nó đó, lại ước hiếp anh nó rồi. Ai bảo anh là anh trai em. Nào nào nào, mau đi. Được. Mình lấy cái bát của cậu ấy qua đây. Tôi gấp chút đồ ăn cho cậu ấy. Không phải là ý đó. Anh không phải là bảo tôi ở cùng anh sao? Không phải, tôi thật sự không thể uống rượu. Nếu như tôi uống rượu vào, những nhân cách khác sẽ nhân cơ hội ra ngoài đó. Sao anh không nói sớm? Tôi nói thế nào? Tôm này cậu ấy chưa ăn đâu. Đúng vậy, xa cậu ấy quá, không dễ gấp. Anh, em làm gì vậy? Anh có hành động này, em đã rất cảm động rồi. Chuyện chị giặt này vẫn là để cho em cho. Đèo nào, anh ngồi đi. Con bé này hiểu chuyện từ khi nào vậy? Ăn tiếp đi, ăn tiếp đi. Em đi đây. Anh, con muốn tới hầm rượu và tôi tham quan một chút không? Vô cùng đẹp đó. Đi thôi. Được, 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 được chứ, được chứ. Được, được. Hân Hân, con có biết lễ phép không vậy? Tự con đi đi. Con làm cái gì vậy? Bà con đang ở đây ăn uống thoải mái. Còn đó, con gọi nó đi tới hầm rượu làm gì? Hầm rượu có bí mật đó. Không được, không được, không được đâu. Ba, con tự đi lấy đi. Hôm nay tôm chiên thật sự rất ngon đúng không? Ăn gì một chút, đúng, đau đau đau. Cháu rót mấy chén. Còn con không đi à? Mau đi lấy rượu đi. Sao em vẫn còn ở đây? Đi đi. Còn không mau đi. Mau đi đi. Con đi đây. Đào đào đào. Anh bạn, đào đào, ăn đi ăn đi. Anh Bạch, mày đăng nhiều kỳ của anh xong bản thảo chưa? Còn có chút chuyện. Con lên đầu một chút rồi xuống ngay. Chúng nó gọi cháu là chú Trường Giang đúng không? Cháu nói là từ nước ngoài về. Cháu là người nước ngoài sao? Không ạ. Cháu là từ nhỏ ra nước ngoài du học, sau đó vẫn luôn sống ở nước ngoài. Một mình ở nước ngoài nhất định là rất vất vả đúng không? Lần này cháu về là định cư ở trong nước hả? Dạ. Vậy thì quá tốt rồi. Vậy sau này chúng ta có cơ hội qua lại rồi. Ngại quá. Nói là đi vệ sinh, mau ra đây. Bảo cháu nói là đi nhà vệ sinh à? Xin lỗi, cháu đi nhà vệ sinh một chút. Được, được, được. Vừa lòng chứ? Không tồi, trông cũng rất tốt đó. Vẻ ngoài anh Tuấn, đúng vậy. Bạch Hân Hân. Bạch Hân Hân. Đi, đi thôi. Cô làm gì vậy? Không phải, làm gì vậy? Cô đây là... đây là đâu? Anh đừng hiểu lầm. Tôi kéo anh tới đây chỉ là... ở đây yên tĩnh, dễ nói chuyện. Anh trai tôi hình như đã nhìn thấy nhân cách khác của anh rồi đó. Nhưng mà có lẽ nãy vẫn chưa phát hiện ra anh là đa nhân cách. Vì vậy tạm thời anh không cần phải lo lắng. Anh tới tìm anh trai tôi hay là tới tìm tôi vậy? Đều không phải. Là Trường Giang tìm về. Tôi không biết và mọi người lại ở đây. Sao mà phủi sạch như vậy chứ? Thôi bỏ đi. Cũng không có gì. Anh muốn tìm tôi còn có chuyện gì khác nói không? Nếu như không có gì anh hãy... Nếu như anh... Anh làm gì vậy? Ngại quá. Cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là muốn... Tôi không muốn. Tôi không phải là... Tôi không muốn là... Tôi chỉ muốn... Hỏi riêng cô vài câu thôi. Thôi Hạo Nguyệt lúc đó có nói gì với cô không? Tôi không phải là ý đó mà. Cái cửa đó nó hỏng rồi. Chúng ta không thể ra ngoài được rồi. Chỉ có thể mở từ bên ngoài thôi. Không phải chứ. Vậy chị có thể làm phiền cô. Gọi điện thoại cho người nhà rồi bảo bọn họ mở cửa giúp chúng ta. Đây là tầng hầm, không có tín hiệu. Không phải chứ. Không phải chứ. Phim được thuyết minh bởi Iramat Wasi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Ông thật là không dám dấp trưởng bối gì cả. Cứ ép người ta phải uống rượu làm gì? Bình đà, cái này không hiểu rồi. Tủ phẩm như nhân phẩm. Nếu tôi không ép cậu ta uống rượu thì sao tôi biết được nhân phẩm của cậu ấy chứ? Nói là nói như vậy, nhưng mà ông cũng nhìn ra rồi. Đương nhiên là nhìn ra rồi. Bà không thấy Hân Hân nhà chúng ta, hai đứa nó ở đó chớp mắt đó rồi. Tôi đều nhìn thấy. Hai đứa chúng nó còn có cảm giác thích nhau. Vì vậy tôi mới đối xử với cậu ấy tốt như vậy chứ. Ông thực sự nhìn ra Hân Hân nhà chúng ta thích cậu ấy à? Điều này đương nhiên là nhìn ra rồi. Một người giỏi đời như tôi sao không nhìn ra được chứ? Tôi mà nhìn không ra thì tôi mù à. Nhưng mà đứa bé này thoạt nhìn cũng rất là thật thà đó. Hào phóng, trầm ổn, lại lễ phép. Cười lên cũng rất là đơn thuần. Có thể nhìn ra được, rất có giáo dục. Tôi thích. Muốn làm mẹ vợ rồi à? Người thật sự rất tốt. Được. Mẹ, buổi tối gì rồi mẹ còn ngồi đây? Sao lại không bật đèn lên? Làm con giật mình. Đi bệnh viện mà lâu như vậy mới về sao? Bệnh viện gì ạ? Giả vờ cái gì? Không có sự cho phép ngầm của tôi, cô có thể gặp được con trai tôi sao? Nếu đã không muốn cho con gặp anh Thuần, sao còn phải cho phép ngầm chứ? Theo như phong cách làm việc của mẹ, thì lập tức giấu anh Thuần đi, để con cả đời này không tìm được mới phải chứ. Được thôi, hai chúng ta đổi cách nói chuyện khác nhé. Lưu Nguyệt, tôi biết cô và con trai tôi kết duyên vợ chồng cũng không dễ dàng gì. Cô có xin được một cốt nhục cho con trai tôi. Vì vậy trò chơi bịt mắt bắt dê không cần phải tiếp tục chơi nữa. Sao đột nhiên mẹ lại trở nên khoan dung như vậy, khiến con có chút không quen? Mẹ là nhìn thấu được cục diện rồi, hay là lo lắng con sẽ nói ra cái gì đó? Mẹ yên tâm, con khó khăn lắm mới lấy được một tấm thẻ bài tốt trong tay, sao có thể dễ dàng dứt bỏ chứ? Chỉ cần mẹ đối xử tốt với việc răng của chúng con. Cô cho rằng điểm yếu cô nắm trong tay có thể trở thành tấm thẻ thông hành cho con trai cô sao? Cô quá ngây thơ rồi. Cô có biết đó là một con dao treo ở trên đầu con trai cô không? Dao? Dao gì? Nếu như không muốn cắt đứt tiền đồ của con trai cô thì cô tốt nhất biết chừng mực bước đi. Cô hả? Gặm chặt cái miệng của cô lại. Nếu không, con dao trên lưng con trai cô sẽ là tự cô đâm vào đó. Để có ý gì? Nếu như đã nói rồi thì nói cho rõ ràng. Những lời tôi nói đã rất rõ ràng rồi. Cô nghe không hiểu sao? Cô có thể nghe hiểu tiếng người không? Nếu như muốn tiết lộ thì cô đi tiết lộ đi. Đừng để cuối cùng người tiễn con trai cô lại là cái miệng của cô đó. Năm 1996, chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị Cảnh Hồng và con dâu Triệu Mạng xảy ra tai nạn ngoài ý muốn đã tử vong. Chủ tịch Thẩm Thị ngoài ý muốn qua đời, tập đoàn đối diện với thách thức. Con trai 7 tuổi của Thẩm Thị được thuận lợi cứu thoát khỏi đám cháy. Trong nhà chủ tịch có bí mật gì không? Lưu Nguyệt, lai lịch bất bình đó không phải chính là bí mật công khai của nhà bọn họ sao? Trong tay bí mật công khai đó còn nắm được điểm yếu, còn muốn uy hiếp bác gái nữa. Cô ta nói, tôi biết được bí mật không thể cho người khác biết của tập đoàn Thẩm Thị. Chỉ cần tôi tiết lộ một câu, tôi sẽ khiến các người sụp đổ. Cô ta còn nói, cái chết của Triệu Mạng là cô ẩn tình khác. Khi cô ta nói những lời này, sắc mặt bác gái liền thay đổi. Xem ra đúng là không có lửa thì làm sao có khói. Anh có nghe nói không? Đối với Thẩm Thuần mà nói, Triệu Mạng vốn không phải là người phụ nữ mà đấy không thể nào khống chế. Cho dù là năng lực, diện mạo, mánh khóe và lòng can đảm, phương diện nào cũng vô cùng xuất chúng. Nhưng có thể nào thì cũng không thể nhân lúc con trai mình không có ở đây mà đích thân đi Mỹ đón con dâu của mình về được chứ. Khi Triệu Mạng về nước, từng có những lời đồn, nghe nói chị ấy còn dẫn theo một đứa bé về. Đứa bé? Thẩm Thuần ngoài việc trăng ra còn có đứa bé khác. Đứa bé của Triệu Mạng chưa chắc là huyết thống của Thẩm Thuần. Là con riêng gì sao? Là thật là giả ai biết được. Nhưng mà nghe nói có người quả thật từng gặp đứa bé đó. Cũng không có chứng cứ gì, nói không chừng là người khác du quan đó. Bây giờ nghĩ lại cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ. Sau khi căn nhà Thẩm gia xảy ra hỏa hoạn, những nhân viên mà bọn họ thuê cũng đã đổi người. Có lẽ bác gái thực sự muốn che giấu cái gì đó. Che giấu cái gì? Không phải là đứa bé đó chứ. Đứa trẻ kia đến hôm nay vẫn là một câu đố. Ngay cả là nam hay nữ còn không biết. Anh Giang, bản thảo em vừa gửi mail cho anh rồi. Còn có kế hoạch lần trước anh bảo em viết, em đã chuẩn bị chính thức khởi động rồi. Cái gì? Cậu lại bắt đầu viết rồi hả? Không phải cậu không viết nữa sao? Vốn dĩ là định từ bỏ. Bởi vì tôi vẫn luôn không có tín liệu gì, phỏng vấn cũng không được tiến hành thuận lợi. Bình thường sau khi cháu uống say thì giống như một người khác vậy. Nhưng mà nữ thần may mắn lại đứng về phía tôi rồi. Vì vậy anh cũng đừng ép em nữa, em sẽ chủ động nộp. Được rồi, cướp má trước đây. Được, về cậu nhanh chóng nhé, tạm biệt. Anh đừng phí sức như vậy nữa. Nếu bọn họ không thấy chúng ta, chắc chắn sẽ tới tìm chúng ta thôi. Trăng Trăng, hai chúng ta cùng uống một ly đi. Trăng Trăng. Thôi Hạo Nguyệt nói với tôi rồi, đừng nhắc tới tên của anh trước mặt anh ta. Cho nên vì công bằng, tôi sẽ gọi các anh là Trăng Trăng, Nguyệt Nguyệt. Trăng Trăng dịu dàng, Nguyệt Nguyệt dã man. Bây giờ là Nguyệt Nguyệt, đúng không? Có đúng không? Bây giờ là Trăng Trăng. Ngại quá, hình như tôi uống nhiều rồi. Thì ra là Trăng Trăng. Trăng Trăng, Trăng Trăng, Trăng Trăng. Đừng uống nữa, cô uống quá nhiều rồi. Đâu có, đưa cho tôi, đừng. Tôi uống. Tôi sợ. Tôi đâu có triệu chứng khủng hoảng giam cầm, không có chứng khủng hoảng quảng trường, cũng không có chứng sợ con người. Nhưng mà tôi... tôi còn có chút sợ lửa và tầng hầm. Vì vậy ba tôi từ nhỏ đã thích bảo tôi xuống tầng hầm để lấy rượu cho ông ấy. Đó là vì muốn khắc phục chứng sợ hãi của tôi. Tôi vừa xuống đây, đến đây vừa gửi thấy mùi hương của gỗ. Hình như trong nháy mắt tôi đã cảm thấy tầng hầm cũng không có đáng sợ như vậy nữa. Buồn cười nhất đó là một lần Hướng Chinh đi cùng tôi xuống tầng hầm lấy rượu. Anh có biết xảy ra chuyện gì không? Anh ấy cũng sợ. Thật sự là anh em song sinh mà. Từ từ thôi. Bạch Hân Hân, đến bây giờ cô vẫn không phân biệt rõ tôi và Thôi Hạo Nguyệt sao? Vậy có cần tôi giúp cô phân biệt rõ không? Xin lỗi, tôi chỉ muốn xác nhận một chút. Bởi vì tôi... Thật đó, thật sự xin lỗi. Cô cũng biết tôi là một người mấy nhân cách mà. Vì vậy tôi không biết vừa rồi rốt cuộc là tim ai đang đập nhanh. Vì vậy tôi nghĩ đơn giản muốn xác nhận một chút. Vì sao đến giữa chừng lại dừng lại? Cùng đã bắn rồi thì không thể quay lại. Làm việc sao có thể đến nửa chừng rồi rút lui chứ? Tôi cũng muốn xác nhận một chút. Vậy chúng ta tiếp tục nhé. Cô uống nhiều rồi. Rõ ràng là Thôi Hạo Nguyệt đang tỏ tình với tôi. Sao tôi ở trước mặt anh tim lại đập nhanh như vậy chứ? Nếu như mũi tên đã ở trên dây rồi, vậy thì chúng ta cùng nhau kiểm tra rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì đi. Xem rốt cuộc là ai khiến tôi mắc triệu chứng mộng mơ hão huyền này. Rốt cuộc là anh hay là anh ta? Mẹ! Mẹ! Cảm ơn chú. Những món này cháu nhất định phải để vào trong tủ lạnh đó. Những món này ăn bao nhiêu thì lấy ra bao nhiêu. Dạ, nhất định phải dùng muỗng sạch để lấy ra đó. Còn những món thịt kia để vào trong ngăn đông nhé. Dì, thực sự là hơi nhiều quá rồi. Biết cháu ở một mình, không nhiều, có một chút thôi mà, là quá ít rồi mẹ. Sao mẹ đối xử với bạn con như vậy? Đói thì làm thế nào, có đúng không? Dạ, cảm ơn chú. Đâu, để cháu. Chú từ từ thôi. Không phải cháu tới uống rượu sao? Cháu còn tìm lái xe thuê nữa. Ba, người ta không uống rượu. Hơn nữa, lực chú ý của ba có phải không đúng lắm không? Chú gì? Cũng không còn sớm nữa. Cháu xin phép về ạ. Lái xe từ từ thôi. Dạ. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Mọi người nhìn con làm gì? Rõ ràng biết cửa nhà kho hỏng rồi. Con gái không biết gì giặt một chút. Mẹ! Con cứ mê trai nữa đi. Cứ hận không thể gả chồng sớm đi. Mất mặt quá. Vừa rồi con đã nói bao nhiêu lần rồi? Không phải là con cố ý nhốt anh ta trong hòm rượu mà. Sao mọi người không ai tin con vậy? Bạch Hân Hân, vẫn là không phân rõ ràng mình và Thôi Hạo Nguyệt. Vậy có cần tôi giúp cô phân biệt rõ không?